Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của video News Và như các bạn đã thấy, đã xem lại cái clip mà cảnh sát đã trục xuất Cảnh sát quận nghe các bạn, clip của quận đã trục xuất à, Hay là nói nôm na nghĩa dân gian là đuổi à, chú Huynh và mẹ già ra khỏi căn nhà à, Đang thuê vì không có trả tiền từ tháng 1 các bạn Mà theo đến thời điểm này, nếu mà theo cái lý lẽ hợp lý và phải trả vì anh ta kéo dài ở lì đến ngày 7 tháng 5 á, là anh ta phải trả trên dưới 13.000 đô và một số kẻ bọn chống phá VinFast thì cũng đang có một cái bản tin về VinFast cũng bị có một vụ thư kiện về liên quan đến chưa trả tiền nhà cũng à, chui chéo về câu chuyện này nhưng cái sự khác biệt của hai cái câu chuyện này như thế nào Dũng Huy đã có lệnh tòa, có phán quyết của tòa là đã nợ tiền và bị đuổi. Còn câu chuyện của VinFast là chỉ là một cái vụ kiện và chúng ta còn phải chờ vấn đề của tòa và chờ những cái thông tin từ VinFast. Và VinFast đã có những cái thông tin vào ngày hôm nay trên trang của trang Yahoo Finance khi nói về việc công ty điện, à, xe điện của Việt Nam là VinFast đã bị thư kiện bởi tòa án California về việc không trả tiền thuê nhà thuê văn phòng theo một cái đơn kiện của một công ty địa ốc tên là SPG Center LLC và VinFast đã trả lời báo chí đại diện VinFast đã là báo chí đây là một cái thông tin không chính xác SPG Center nói rằng VinFast đã thuê cái cái, 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 cái cửa hàng tại Palo Alto vào cuối tháng 3 năm 2023 và đã ngừng trả tiền từ tháng 5 năm 2023 đến tháng à năm à, tháng vừa rồi đứng vào ngày tháng 4 với tổng số tiền à chưa trả là 365.000 đô la tương đương với 12 tháng, à 24 tháng bạn chưa trả tiền theo cái đơn kiện của của cái bên SG FPG Center từ tòa án của quận Santa Clara vào ngày 14 tháng 5 Tuy nhiên thì phía bên đại diện VinFast đã trả lời đây là những thông tin không chính xác vì uh, đây là những thông tin chính xác và họ nói rằng từ đại diện của VinFast nói với trả lời truyền thông của bên báo Roster đó là họ đã trả tiền hàng tháng và đã trả đến tháng ngày nhất vào tháng 3 năm 2024 bạn. Họ chỉ ngừng trả vào tháng 4 năm 2024 là chỉ có vừa tháng vừa rồi thôi Và những mấy ngày từ tháng 5 thôi Vì đang đàm phán với người chủ nhà Bên cho thuê nhà, để cho thuê văn phòng để thương lượng lại cái hợp đồng thuê văn phòng đó chúng ta thấy là bên phía bên đã có trả lời trên thông tin báo chí của hãng Reuters và rõ ràng đây là câu chuyện nó khác biệt với câu chuyện mà Chu Huy đã ở lì và đã quýt nợ đến 13 000 mà không trả tiền nhà cũng như nằm lì và đã bị phán cái cái lệnh của tòa án phán quyết là bị đuổi nhà khi mà FPC đưa ra cái cái đơn kiện đó, và và đã đá một cái chú thích vào ngày 26 tháng 4 đó, thông báo với à, Vinfast để họ họ trả tiền tháng 4 hay là phải rời khỏi cái văn phòng đó vào cái notice là cái thông báo vào 1 tháng 5 là ngày deadline và chúng ta thấy là đã âm bị những cái à, bọn chống phá Vinfast cứ so sánh cái việc chưa quốc khuy và Vinfast nó khác nhau rất là nhiều bạn đây là chỉ một mối đơn kiện và à, chưa phải ra tòa và chưa có những thông tin chính à, phản hồi từ VinFast thì chúng ta cũng chưa thấy cái câu chuyện như thế nào tuy nhiên thì bên VinFast đại VinFast đã trả lời thông tin báo chí là họ đã trả đầy đủ các tháng cho tiền văn phòng từ đầy đủ đến tháng 3 năm 2024 và họ chỉ chưa trả vào tháng 4 để thương lượng những điều khoản hợp đồng mới với người chủ chứ không phải giống như là những thông tin theo dệt từ bọn chống quá vinfast nó là vinfast uh, chạy nợ chạy hà không gục tiền nhà gục tiền văn phòng cũng giống như là chữ huy cho nên mà tại sao những người uh, uh, ủng hộ vinfast hay là những người chạy xe vinfast không uh, không nói về vấn đề đây các bạn chúng ta đã, đã thấy sáng tỏ của cái câu chuyện khác nhau giữa vinfast và chữ huy chữ huy rõ ràng là đã có bản án và rõ ràng À, đã quyết nợ, đã quyết nợ đến à, 13 000 và đã có phát, phán phán quyết của tòa là đã thua của vượt quyền của mà người chủ nhà được quyền à, lấy lại nhà và thông qua à, cảnh sát quận để đuổi những người trong nhà trong đó có chủ huy à, mẹ chủ huy và người những người trong khác trong đó có anh của chủ huy là chủ tuấn mà chúng ta thấy chủ nhật vừa rồi khi mà những người làm truyền thông những youtuber đã đi à, qua con cái con đường hiền thoại mà nơi à, căn nhà à, chú Huy đã bị đuổi thì chúng ta thấy họ cũng đã dọn những cái đồ đạc bên trong. Còn phía trên những cái ăn báo ở Việt Nam cũng đưa ra những cái thông tin về cái việc những cái khiếu kiện pháp lý tại Mỹ của Vinfast và lãnh đạo Vinfast à, cũng trả lời đưa ra với những đối chí và chúng ta cũng nghe từ phía VinFast những người có thẩm quyền từ VinFast trả lời như thế nào. Đó là bà Hồ Ngọc Lâm, trưởng ban pháp chế tập đoàn VinGroup. Tập đoàn VinGroup trong đó VinFast là một trong những cái nhánh của VinGroup. kiêm phó tổng giám đốc à, phụ trách pháp chế công ty VinFast khẳng định VinFast luôn tuân thủ mọi quy định của pháp luật Mới đây, một số thông tin cho biết VinFast đang gặp một số vấn đề liên pháp lý liên quan đến hoạt động tại thị trường Mỹ. Trước những thông tin trên, bà Hồ Ngọc Lâm, trưởng ban pháp chế đập đoàn VinGroup, kiêm phó tổng giám đốc, phụ trách pháp chế công ty VinFast khẳng định, VinFast luôn tuân thủ mọi quy định của pháp luật và sẽ có những phản ứng mạnh mẽ, bao gồm cả hành động pháp lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Gần đây, có thông tin VinFast bị khiếu nại vì không trả tiền mặt à, không trả tiền mặt bằng cho chủ nhà từ tại Stanford Mỹ trong suốt một năm qua từ ngày 1 tháng 5 2023 đến ngày 1 tháng 4 năm 2024 xin bà cho biết về độ xác thực của thông tin trên khiếu nại về việc VinFast chưa trả tiền thuê mặt bằng từ tháng 1 từ tháng từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 đến ngày 1 tháng 4 năm 2024 là không đúng Chúng tôi đã thực hiện các khoản thanh toán thanh toán tiền thuê theo tháng cho đến tháng 3 năm 2024. Chúng tôi đã tạm dừng thanh toán tiền thuê từ tháng 4 2024 do đang đàm phán sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng thuê mặt bằng với chủ sở hữu. Nếu vẫn thanh toán đầy đủ thì vì sao lại có đơn khiếu à, kiện như trên và VinFast có thể chứng minh việc đã thanh toán đầy đủ không? đó là thông tin một chiều của bên cho thuê mặt bằng à, chúng tôi có đầy đủ cơ sở về việc đã thanh toán đầy đủ khoản thuê mặt bằng trong trong thời gian trên có nghĩa là phía Pháp đã có những cái tờ action đề thanh toán của đối với mặt bằng thì chắc chắn là họ phải có đầy đủ những cái bằng chứng để làm chứng cứ tòa Pháp sẽ có hành động gì trước những khiếu này được công ty khẳng định là không chính xác trên đội ngũ luật sư của chúng tôi đang nghiên cứu việc này và chúng tôi sẽ có các phản ứng mạnh mẽ bao gồm các hành động pháp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi. Đây là một số thông tin về bên phía bên đại diện của Vinfast à, có thẩm quyền Vinfast trả lời về cái việc mà à, trên một à, công ty cho thuê mặt bằng ở Bắc Cali đã đưa đơn kiện đối với Vinfast không trả tiền nhà thì thực tế họ đã đóng tiền nhà đến tháng 3 năm 2024 và họ chưa trả đến từ tháng 4 với việc là đàm phán lại cái điều khoản cho hợp đồng để thuê tiếp và dĩ nhiên Vinfast với tập với tổ hợp luật sư họ tư vấn thì chắc chắn họ không thể có những cái làm sai pháp luật được các bạn đó là những thông tin mà trên báo chí của Vinfast đã đưa ra đã cung cấp với báo chí à, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào tạm biệt